igago kwete aka dum akweso ota doloka doloka teche na tasita ya manze isabeka u các bạn thân mến, hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tới một thăm một cái bộ lạc cực kỳ là thú vị và độc đáo ở Tanzania này. Thì đây là một cái bộ lạc mà săn bắt hái lượm cuối cùng ở trên thế giới này đấy các bạn. Đấy, thì mọi người vẫn sống nguyên cái cách mà như cái thời mà thời xưa mà tổ tiên của loài người vẫn còn sinh sống ấy, chỉ là săn bắt hái lượm thôi. Không có một cái tài sản nào mọi người nắm giữ cả. Đấy, mọi người chỉ sống rất đơn giản như vậy thôi. Bộ lạc đấy thú vị như thế nào thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng ghé thăm nhá. Let's go. Anh nào vào? 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 Đây là buổi sáng của mấy anh em người người Hanjabe các bạn. Thì buổi sáng ở đây là không khí là khá lạnh, nên là mọi người cũng có sưởi ấm nhảy lên để có thể là người ấm lên, rồi một lát nữa có thể đi săn. Và xì xì có thể chỗ ta biết ta ni chỗ ta biết ta ni cô ra ni ác cái cô Đây cho các bạn xem là đây là thịt. Oh, thịt lợn rừng các bạn ơi. Lợn rừng này thì mọi người có đi săn hôm qua thì đây vẫn còn đây, thì mọi người có để những cái thịt ở đây này. Ăn nó cơ cơ. Đấy, buổi sáng hàng ngày của mọi người như thế này đấy, mà mọi người sẽ ăn sáng trước. Và những cái thịt mọi người hôm qua ăn rồi thì vẫn còn thì mọi người sẽ để lại để ăn. Buổi sáng đây là chú này cũng đang chuẩn bị những cái tranh thủ lúc ăn sáng là mọi người làm cái cung tên này các bạn. Cung tên để đi săn này. Đấy. Đây, những cái cung tên mà mọi người có làm đây, các bạn thấy này. Đấy, rất nhiều cung tên và... How I can say thank you? Thịt lợn rừng ở đây rất ngon các bạn ạ. Có thể là tao bắt.
So now we just do like some few minutes walking. Yeah. I can't. Buổi sáng thì mọi người văn hóa đây là mọi người là sẽ hút thuốc, chia sẻ với nhau, hút thuốc với nhau các. Đấy, các bạn thấy là người ta hút thuốc và người ta chia nhau từng nhóm người đàn ông trong bộ lạc thì đấy. Những anh chàng trong bộ lạc đang muốn trình diễn cho bọn mình là một cái cách kiểu như là cái tài nghệ của bắn cung đấy các bạn. Đấy, các bạn cùng xem là người bộ lạc ở đây sẽ bắn cung như thế nào nhá. Em kia cách kia tầm khoảng chục mét. Ui dồi ôi. Yeah, very good. I'm never tried before. This is the first time in my life. Okay, put it in another side. Just like this one. Uh-huh. Ah. Mình xem thử kéo cung được không? Some. Like this. Remove your fingers on air, close to the bow. If it's you can bend like that. Đúng các bạn thấy là bắn cung này đâu phải dễ đâu các bạn. Đây mình có cho vào rồi nhưng mình còn không bắn được ấy. That is a bit stronger. Yeah. Kéo cái cung này là mình thấy là rất nặng luôn các bạn. Thế này mới bảo là máy này có chơi chơi quét cái gì Sinatra. Ô, vèo. Lắc à? Quá chúc quá quẹt. Ờ. Pha. Về thì hát ra. Đây các bạn thấy là đây là lần đầu tiên mình thử cung mà mới thấy là cái kéo cái cung mà để bắn được mũi tên ra là đã khó rồi mà huống chi là kiểu như là thấy cái động vật như là con baboon hay con gì là mọi người có thể là giết được mấy con đấy là rất tay rất khỏe luôn đấy. Oh, what is this, bro? That is for decoration. It's like my neck. That's neck. Yeah, kohako. Ika ma. Delundelu ako mangana. Delundelu ako mangana. Tinga. Tinga. Eh, tinga. Mangana. Delundelu ko eh. Mangana. Okay. After hunting, the killing, the my babu, he keep it. Yeah, this for decoration, but normally. The skin from those animals, so when they killing animal with the soft skin, they used to wear like this is baboon skin they wear. But animal with the hard skin like this one, kudu, they use as a mattress for sleeping. Đấy, các bạn có thể thấy là ví dụ như cái cung này sau khi mà mọi người đi săn được cái con khỉ đầu chó hay cái gì ấy thì mọi người sẽ giữ lại cái phần mà kiểu như phần đuôi thì mọi người sẽ buộc vào đây coi như là một cái chiến lợi phẩm và cũng như là một cái để trang trí cho cái cung vậy. Kéo cung cũng bắn khá khó các bạn ạ, không phải dễ đâu.
Keke koko, akabita kwako akana besa ako udundu wako. Kwa kwa kwa. Ihe. Ama kale jako koko kwa kwa. Kele, 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 kele. Ihe. Đây các bạn đã thấy cái mũi tên đầu tiên là mũi tên nhỏ này, mọi người chỉ đục một cái vót nhọn cho cái này lên thôi và cái để một cái gọi là cái bắp ngô ở đây thôi này. Thì cái mũi tên này là dành cho những cái động vật nó nhỏ. Akabita koko kwa kwa kon oleako. Laka. Oleako is the name of the area. Oleako. Oleako. Akon oleako ko nanoto achita kwa peta toga be. Abe kwa pe ande, nde, nde, ihe, hiin. So they say that's Ole Ako is have a metals to the front. So that metals they not make it for themselves. They go to another tribe who makes it known as Datoga tribe. Ah, okay. Kobo otako ko I akoko minakwe. Gewe dako. Dig dig. Dig dig. Goyo goda. Several kids. Ah, molola koko amakwa atko. Ko. Ihe. I akoko minakwe abililiko. Atopoto. Cotta cotta Jaco Jaco. Đây mũi tên thứ hai đây các bạn. Đây. Akabita atoena kwako giligit iko. Giligit iko koko. Ako giligit iko koko kobo ota uno ukwabiche botano bi. To kill animals with hands, five fingers. Fuguji masalata ya bami hamaya. Bona abi. And also animals with the mind. That is baboons and monkeys. Because it's Chuguji. I'm going chako 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 chako. So kia na nana so kro a kro a iye. Wete akakoko ako ta api lanta lanta bi. Ika kwete neta kasa mako iiko. Wete akka. Dum ho ho iye so iita so natu natu we hakaya. Ika ako kwete akka. Dum ho ho ho. Akwe so ota. Đây các bạn thấy là đây là một cái cung tên chuyên chế để cho dành cho những các loại đi săn động vật như là con khỉ đầu chó hay là khỉ bình thường này. Ở đây nó có những cái răng cưa ấy, thì ở đây tầm khoảng mấy chục cái răng cưa này. Tại vì những cái loại động vật như là khỉ đầu chó thì nó rất thông minh, khi mà cái mũi tên này có thể bắn vào người nó rồi nó có thể là rút ra được, đúng không? Nhưng mà mọi người có chế thêm những cái này thì những cái răng cưa này này thì khi mà rút ra thì nó lại rất đau nên là nó không thể nào rút ra được. Đấy, rất hay. Akabita kwako kasamako. Nguwe yako kwako mokanga koti kwa chutu. Kilipako kwako aseme baalako. Đây là một loại mũi tên khác. Kuna kuku na konde. Chi yako kwa pila ibi kuku pakan koloti na kwako aduli duli he. Kete kente gwe kutita ten. Tamisi. Kobo ota I akasume. Các bạn thấy đây là mũi tên này là mọi người có làm độc ở đây nha các bạn. Cái poison này đấy, thì mọi người có làm ở đây mọi người để dành cho những cái loại động vật mà nó lớn ấy, nó to như trâu hay là gì đấy. Và trong những cái mỗi lần đi săn thì mọi người cũng phải mang một cái thanh này này. Cái thanh này là để dành cho là đánh lửa, là tạo ra lửa đấy các bạn. Ở đây thì mọi người không có dùng bật lửa đâu các bạn. Mọi người là chả có cái gì, là mọi người dùng đúng kiểu hoang dã luôn này. Đấy, sau những cái chuyến đi săn dài là cũng phải có những cái này này, đánh lửa. Kwa nyama ikapa kwa zapetla ima kwa. Kata ete sa meta kwa tetema. Pasa oda be. Ngay cái chỗ mà những cái người đàn ông buổi sáng ở đây là chuẩn bị cung tên rồi hút thuốc rồi nướng thịt thì bên cạnh đây là những cái người mà trong gia đình này như trẻ con hay phụ nữ đây thì mọi người có ở ngay bên cạnh vài bước chân thôi. Anna bà. Anna ba. Hello. Ở đây những người phụ nữ ở đây là mọi người là không có đi săn các bạn ạ, thì chỉ dành cho những người đàn ông người ta mới đi săn thôi. Thì phụ nữ ở nhà sẽ là chăm sóc gia đình này, rồi mọi người có thể xây những cái nhà ở lên này và đi tìm kiếm những cái rễ cây rồi những cái các thứ ở xung quanh đây để mọi người ăn đấy các bạn. Thì bộ lạc này là sống theo kiểu đúng là săn bắt hái lượm. Đấy. Thì phụ nữ là đảm nhận những công việc như vậy. Là một cái nhà của người HJB này. Thì các bạn đã thấy là
Ở đây cũng có một cái anh chàng đang ngủ ở đây. Đấy, xung quanh, quay xung quanh chỉ mấy cái bờ rào thôi. Trải cái này lên ngủ đây. Đấy, chỗ ngủ rất đơn giản. Bên cạnh có đống lửa để đuổi thú dữ là được rồi. Anh chàng kia là đi ra cái mà thấy một cái dấu hiệu rất nhỏ thôi là nhìn có thể là đoán được đây là một cái chỗ đang tìm kiếm, nhưng mà không biết là đang là tìm kiếm động vật hay là một loại rễ cây các bạn. Ở đây mình thấy là có một cái hang, chắc là động vật. Đấy, thì các bạn thấy là cái đôi mắt của mọi người đây là cực kỳ là kiểu như là sắc bén luôn đấy. Chuột các bạn ạ. Đi này, phụ nữ cũng có những cái cây mà chuyên dùng để đi đào này. Các bạn thấy đây là những cái dụng cụ để phụ nữ đi đào chuột hay là đào những cái rễ cây mà để về ăn đấy. Con này là cũng có bầu nhá. Đấy, nhưng mà nó rất nhỏ thôi. Thì ở đây mọi người nói là có rất nhiều loại chuột khác nhau. Con gì này? Hình như đang thấy một con gì các bạn. À, như chắc là một cái con gì đó, kiểu như con chuột hoặc cái con gì giờ nó lại chui vào đất rồi này. Các bạn có thể thấy là mọi người đi săn một cách là rất bài bản và quy củ. Mọi người quay lại. Đây con chuột. Ôi trời. Doloka. Teacher na tasita ya manze isabek au. Ata. Watch up. Mọi người sẽ làm cái mẹo để không cho con chuột nó chạy được các bạn. Mọi người bẻ hai cái chân của nó đi. Đấy. Nếu mà may mà rơi xuống đất thì không thể nào chạy được. Cái này xin. Đây các bạn. Cái này. Đây con chuột này đây là đầu tiên mình thấy ở đây đây. Ở Việt Nam mình thì mình chưa giờ mình thấy loại chuột như thế này. Các bạn để ý cái mũi của nó này. Cái mũi của nó rất dài luôn đấy. Những cái đường đi ở trong cái này á, rất nhiều những cái bụi rậm như thế này. Nhưng mà những người ở đây thì mọi người là nhìn từng cái mà vết đi á, từng cái mà ví dụ như là cành cây bị rơi, bị khác thường một cái là mọi người có thể đoán được là
những cái động vật nào mà người ta đã đến, đã con đấy đã đến đây. Đấy thì xung quanh làng thì cũng có những cái rễ cây bụi rậm và hang hốc như thế này. Đấy, hôm nay thì tại vì hôm qua là săn được một con lợn rừng rất lớn rồi, nên là hôm nay mọi người sẽ đi săn gần nhà thôi. Thì các bạn thấy là đây là những cái chị này, chị đang đào rễ cây này. Đấy, những rễ cây rừng. Đấy. Khi mà đàn ông đi săn xa thì phụ nữ ở nhà sẽ làm những công việc này đấy các bạn. Đấy. Đây là một cây cây kiểu như là sắn dây vậy. Em nhỏ đi phụ cùng bố mẹ. Lại thêm được một củ nữa rồi các bạn. Nó là củ sắn đấy các bạn. Đây là củ sắn ở trên rừng này. Nhưng mà ăn thì nó vị đắng cực kỳ luôn đấy. Nhưng mà cái là mình nghĩ là thanh mát. Mình chỉ thử một tí thôi. Tại vì cũng để mọi người ở nhà mọi người ăn nữa các bạn. Khi mà ăn xong thì cái vị của nó, cái vị trong miệng là cực kỳ ngọt luôn. Babuino. Comere babuino. Trong cái chỗ mà mọi người đến đây thì mọi người cũng làm đây. Như cái chị vừa nãy chị làm những cái hạt này để làm những cái vòng tay, những cái vòng cổ này. Và như đây là không biết cái gì đây, kiểu như là chả biết để làm gì đó, nhưng mà nhìn cũng rất đẹp này. Nhưng mà các bạn thấy là đây mọi người cũng vứt tùm lum, mọi người đâu có quan trọng gì đến những cái kiểu như là để bán hàng này đâu. Làm xong rồi cứ vứt đấy thôi. Tại vì thực ra mọi người ở đây là cũng không có quan tâm về cái việc của cải cho lắm ấy. Mọi người chỉ cần đi săn và ban ngày mọi người đi đào những cây cái rễ cây, mọi người về đủ sống thế là được rồi. Bữa trưa này thì cái con lợn này có bắt được từ 2-3 hôm trước các bạn. Thì bây giờ cứ đến khi nào mà ai đói thì mọi người có thể là cắt một miếng thịt ra mọi người ăn với nhau. Thank you. What kind of animal, big animal you hunting before? Okwanako. Fofu.
And how old are you? No, literacy tribe, so they don't know about the age. Ah. Yeah. They don't know about that. But he have 3 children. Các bạn ở trong bộ lạc này thì mọi người không có biết là mình bao nhiêu tuổi và cũng kiểu như mọi người không có đếm về thời gian đấy các bạn. Bây giờ mọi người cũng không biết là bây giờ là mấy giờ đâu, mọi người không quan tâm về cái giờ giấc ấy. Nên là mình hỏi anh đấy là bây giờ anh bao tuổi, anh không biết. Anh nói là bây giờ chỉ là anh có 3 con rồi thôi. Did you ever try like to farmer or before? You mean agriculture? Yeah, agriculture. Kaleng na iti amo bawa, umeshenda shambani na iti amo ka. Lima kidogo. Oko wa. Ko kabocha ono mana ko saan? Only hunting. Only hunting. No agriculture here, no small business, whatever. Did you ever think like to in the next time change the line, go to farmer or something like that? In the future, maybe thinking. Unafikiri ni kwa baadaye kama itaamo utabadilika kwa kwenda kulima kufanya biashara. Uko wasiwezi hiyo kazi. No, because I don't know what how to work with that kind of job. Yeah. Mình có hỏi anh đấy là tương lai là có muốn kiểu như thay đổi là về kiểu như là cách sống là trồng trọt chăn nuôi thì không ấy, nhưng mà anh ấy bảo là anh ấy là không biết làm nông như thế nào cả. Thì thời xưa khi mà Tanzania là thuộc địa của kiểu mấy nước phương Tây ấy, thì những cái người thực dân đấy người ta cũng đến đây và người ta cũng muốn là thay đổi cuộc sống của người Hanjabe này là về như là chăn nuôi và trồng trọt ấy. Nhưng mà ở đây mọi người không có chấp nhận về cái việc là thay đổi cái cách sống của người ta. Thì đây là cái cách sống mà mọi người là thích sống như vậy các bạn. What's your name? Ono. Ono akanabe kwa kukunja ne ono. Ono akanabe kwa mogesa. Ono akanabe kwa gangi tane. Gangi tane. And you? Ono kwa akanabe kwa lech. Thank you. Asa tumekichomia rafu kari wana. Mugati? Sindiyo. Ebu mshiki. Yes. Oh. Yeah, it's hot. Mọi người đang chỉnh lại cái cung tên cho nó thẳng các bạn. Thì về những cái cây củi mà khi mà mới đầu chặt về thì nó cũng không được thẳng đâu. Mọi người có rúi vào lửa đây để uốn cho nó. Các bạn nhìn mình giống người Hasabe chưa? Đã quên đã cả chế quát thế. Chỉ là quét quên. Ôm ác mang khó khó nã quên. Mang đi sao? Give him a crown. Give him his crown. Yeah, Gannett, oh my god. Oh, John, you're recording now. You're not recording now. Yeah, so this one, he made by himself. Yeah, you're recording now.
Vì mà sợ kiểu như là đất của người HZB này bị ảnh hưởng ấy, nên là năm 2015 là chính phủ có cấp, lần đầu tiên chính phủ của Tanzania có cấp đất cho một bộ lạc các bạn ạ. Thì xung quanh cái hồ Lake Yasi right? Yes. Dạ, này thì tầm khoảng 57.000 mẫu hecta đất là thuộc về người HZB. Đấy, thì đây chính phủ là để kiểu như là muốn bảo vệ cái không gian sống và giữ lại những cái nét truyền thống văn hóa của người HZB đấy các bạn. Một cuộc sống đúng là rất hoang dã luôn. Đấy, còn đằng sau tất cả các bạn đây là hồ Lake Yasi đây. Thì cái hồ này được chính phủ công nhận là của người HZB đấy các bạn. Thì xung quanh cái này, cái hồ này là 57 hecta là của người HZB hết. Nhưng mà các bạn thấy là cái hồ cực kỳ to luôn và rất nhiều cá ở đây. Nhưng mà với người HZB thì người ta sẽ không ăn cá. Người ta chỉ ăn những cái động vật người ta đi săn được thôi. Đấy. Và nếu mà người ta mà có đến đây mà người ta bắt được cá ấy, thì người ta cũng lấy cái đấy là một cái gì đấy để trao đổi với những cái người bộ lạc xung quanh. Và cả cái hồ rất rộng lớn này cũng là cái nguồn nước chính để cho người HZB người ta uống đấy các bạn. Thì những cái nước ở hồ đây người ta sẽ chảy vào, nó sẽ chảy vào những cái ngóc ngách tạo thành những con suối để mọi người có thể uống đấy. Tuy nói là đất chính phủ cấp cho người HZB nhưng mà xung quanh đây vẫn có những cái người ở bộ tộc khác người ta đến xung quanh cái hồ này người ta sống các bạn. Đấy thì người ta chỉ gọi là khẳng định đấy là đất của người HZB là để cho những cái người bộ tộc khác là không được săn bắn kiểu tự do ấy. Cái việc săn bắn là chỉ để cho người HZB thôi. Và cái việc săn bắn này cũng được chính phủ là đồng ý cho phép người HZB đi săn bắn. Tại vì là người ta sống một cái phong cách đấy hàng bao nhiêu nghìn năm nay rồi, đến nay người ta vẫn duy trì như vậy. Đấy, nên là chính phủ có cho người ta làm như vậy để bảo tồn cái văn hóa của người ta. Bây giờ là mình mời các bạn cùng đến xem là những cái người phụ nữ trong gia đình người ta sẽ nấu đồ ăn như thế nào cho tất cả người bộ lạc cùng ăn nhé các bạn. So the woman here cooking just for whole of village or just family? Just family. Only family. Okay. The Hazabe people can marry with another child? Not. Not. Okay. Đây, thì chỗ này là một cái góc nhà của tất cả mọi người ở đây này. Thì các bạn thấy nhà ở đây mọi người nhiều khi là chỗ thời tiết ở đây là rất hanh khô các bạn. Nên là mọi người cũng không cần cái gì đó để che chắn quá kỹ cả. Đây, các bạn có thể nhìn đây nè. Mấy nhà rồi, nhà này cũng chỉ cần che một chút ở bên dưới thôi. Và đây bên này là một nhà nữa này. Mà thực ra đây gọi chả phải là gọi là nhà đâu các bạn. Mọi người chỉ quay một chút xa là có thể ngủ được. So in the night them sleep here ha. Đấy, nhà của người HZB đấy các bạn. Ok, let's see. Trong bộ lạc này thì cũng có những cái nồi liêu xoong chảo các bạn. Tại vì một phần là khi mà mình là khách du lịch ấy, khi mà mình đến đây là mình phải bỏ ra một cái số tiền cực kỳ lớn luôn các bạn. Một ngày mình bỏ ra phải tầm gần 6 triệu Việt Nam đồng mới có thể mua được những cái giấy phép để mình vào đây ấy. Thì những cái tiền đấy mình đến đây cũng là một phần góp cho người HZB là để gọi là chính phủ cũng chu cấp ấy. Ví dụ như nồi liêu xoong chảo hay là những cái đồ ăn này này. Cả dao nữa. That is pumba. That is the pig you eat. So this is how they do a bit roast. Okay. Đây mọi người nấu ăn này. À, hẳn nguyên cả cái chân con lợn rừng nhá. Cả khoai tây này. I see have the potato and tomato zambai outside village. Yes, yeah.
Thì trong này có những cả khoai tây và cà chua này. Thì ở đây mọi người cũng có một cái liên kết gì đấy với cả những cái bộ lạc xung quanh như là Dogata thì gần đây này. Thì mọi người có lấy cái động vật đi săn được, mọi người đổi lại như khoai tây hay là dao hay là nồi các thứ ấy, gia vị nữa. Thì cái bộ lạc Dogata thì cũng gần đây thôi, cũng không có xa. Khi mà mọi người có động vật, mọi người cầm ra để trao đổi. Đấy, thì đồ ăn. Đấy, luộc cho Linh chín kỹ này các bạn. Dâm hôn sau ít là ugali hả? Yeah. I have a polenta this one before. Cái nồi này là mọi người cũng nấu kiểu như ugali là chắc là từ sáng hoặc từ tối hôm qua đấy các bạn. Thì các bạn có thể thấy những cái thành ở đây này. Thì mọi người thức ăn hàng ngày. So daily food is like the meat in ugali. Yeah, but this is most dry season. When it's rain season, they can have a lot of meat. Because a lot of animals around, so they don't prefer ugali at that time. But now, because not much is they can success to killing a big animals, okay. That's why they get they eat with ugali. Cái mùa này là cái mùa hanh khô các bạn, nên là cái việc mà đi săn bắt động vật là cũng ít hơn là cái mùa mưa, nên mọi người thường kết hợp cùng ăn với cả ugali. Khi mà đến mùa mưa là tháng 10, 11, 12 ấy, thì ở đây là sẽ dễ đi săn động vật hoang dã hơn. Nên là cái món ugali vào cái thời điểm đấy là mọi người không có ăn đâu. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, chỗ này cũng là một cái để nước của mọi người đây. Đấy, các bạn thấy là mọi người có chuẩn bị sẵn cái thùng rất to và để nước. Thì nước ở đây là mọi người đi lấy ở những cái sông, cái suối mà ở gần bộ lạc này này. Đấy. Các bạn thấy là sống cực kỳ đơn giản và tối giản luôn. Không cần nhà lầu, xe hơi, không cần bất kỳ cái của cải nào mà giữ chữ cả. Đấy, đối với nhiều người thì đây là cái cuộc sống thiếu thốn. Nhưng mà nếu mà đặt vào bản thân người ta thì mình thấy là cuộc sống như thế này là mọi người có những cái niềm vui cực kỳ là vui vẻ ấy, và đơn giản đấy. Chỉ cần đi săn một được một con thú thôi là cũng khiến cả làng vui rồi. Oh, why them put it out? It's a better, but he she put it out. The filter. Take it out. Normally they know what they roll for themselves with a piece of paper. So they don't have a filter. Bộ lạc này thì phụ nữ và đàn ông cũng cực kỳ thích hút thuốc các bạn ạ. Thịt bây giờ là đã xong. It's done already rồi. Thịt chín rồi này. Đây, món tiếp theo mọi người đang nấu là món ugali đấy các bạn. Đây là bột ngô. Mọi người cho nước vào để hòa quyện với nhau. Thì ugali này cũng là cái món mà phổ biến ở mình thấy Tanzania này, mọi người ăn ugali là khá nhiều. Là món truyền thống đấy các bạn. Người sống kiểu hoang dã quen á. Nên là các bạn thấy là trời rất nắng luôn nhưng mà mọi người cũng đầu trần thôi à. Mọi người không quan trọng là nắng nôi gì đâu. Thì ở trong bộ lạc này cũng có rất nhiều những cái chú chó thì có thể là đi phụ để đi săn cùng những cái người trong bộ lạc đấy các bạn. Ở trong mình thấy là từ sáng là mình thấy chắc phải tầm mười mấy con chó luôn đấy. Những chú chó săn rất chuyên nghiệp ở đây đây. Đây các bạn thấy cách nha, mọi người làm ugali này. Khi mà nước sôi rồi chị sẽ lấy một cái que ngoáy lại xong lại cho thêm bột. Để khi nào mà cái độ mà đậm đặc của nó là chuẩn thì chị mới thôi. Thì ăn ugali là cũng khá nhiều nên bây giờ hôm nay mình mới thấy cách người ta làm ugali này. Các bạn thấy cái cuộc sống như thế này thế nào?
Đấy, mọi người sống rất đơn giản thôi, không có tích trữ của cải gì cả. Đấy. À, mình cũng đã đi nhiều cái bộ lạc khác nhau, như là ở bên Ethiopia mình vào thung lũng Omo Valley ấy. Thì ở đấy là mọi người, như là các bạn thấy là những cái bộ lạc như là Musi hay gì á, thì mọi người đấy là đã rất là nguyên sơ và hoang dã rồi đúng không? Nhưng mà cái cách mà sinh hoạt của người ta là bây giờ là cũng dần thay đổi rồi. Mọi người cũng chuyển qua trồng trọt, không có đi săn bắt hái lượm nữa. Nhưng mà khi mà đến đây rồi thì mình mới thấy lại, thấy được cái bộ lạc này đầu tiên. Mình thấy là giữ nguyên được cái phong cách mà du mục thực sự và gọi là săn bắt hái lượm ấy. Thì ở đây khi nào mà mọi người sẽ định cư tầm khoảng từ 2 tuần cho đến 1 tháng ở một chỗ, rồi mọi người sẽ di chuyển sang một nơi khác để có thể tìm được những cái động vật mà to hơn để mọi người săn bắt. Brother, she get married? Omole. Mu pishi omole. Yes, married. Yeah, you have the kid? Una watoto. Yes, they have she have one. Baba mo ai. She's a girl, daughter. So what she like to make she happy in her in life? Can you help me to ask me? They say the best things is just when they have a fun. She say when I have a husband inside the juice. Okay. Play with husband. Ah, play with husband. But that is idea from the man. Okay, so and how about them? What make you happy in life? Kile kile nini mnakufanya? Kama tukiua. Mke wako tuseme mke wa mtu. So when she's getting a baby, she deliver a baby, so at that time how can you enjoy life because she's have a young baby. They say that they have supposed to go to hunt and supposed to killing animal for successful of getting soup for the wife. And out of that they can boiling water, she can cover well about her body. Yes, then after when is it gonna be easier to recover and continue to make me happy. Yes. Okay. The thorns, no thorns. Các bạn thấy là mấy anh này đi săn ấy, tại vì khi mà đi săn này chảy xước hết này. Đấy. Chảy xước hết này. Đó. Đấy, các bạn thấy là khi mà đi săn có những nhiều cái cây bụi rậm này, nó kiểu như nó có cái gai á, đi vào va vào là rất đau luôn. Đấy, Ugali là đã gần xong rồi. Từ sáng giờ mình đến đây là mình chia thuốc mọi người, phải vào tầm 5 gói rồi các bạn. Ở đây tất cả mọi người đều hút thuốc cả, cũng như là một cái niềm vui trong cái cuộc sống của người ta ấy. Thì các bạn thấy là ở đây thì mọi người cũng có cái gì để giải khuây đâu. Nhiều khi có điếu thuốc này ngồi hút chia nhau điếu thuốc cũng thấy rất vui rồi. Like to them believe in some religion. Dale. Đây là bữa trưa của mọi người đây các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn trưa ha. Thì đây các anh ở đây cũng mời mình một bữa trưa ở đây. Okay, we eat again. Thử đồ ăn của người bộ lạc nha các bạn. Good. 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 Mọi người ở đây cho cà chua với cả gia vị vào. À, gia vị thì không có gia vị các bạn ạ. Ở đây mọi người chỉ ăn thuần chay, mọi người gọi là ở đây mọi người chỉ ăn thuần kiểu là cho khoai tây với cả cà chua với thịt vào thôi ấy.
Nhưng mà cái hương vị của con lợn rừng này là cực kỳ ngon luôn. Mama lita na kwete. Come enjoy. No, don't worry. I'll just wait, no problem. Oh, okay. Yeah. Can you taste the meat? Yeah. You did it, you try it. Okay, let I try the meat. Okay. Ngon, thịt lợn cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Thịt nó mềm gì đâu à. Con lợn này là kiểu không già ấy. Đây là con lợn rừng mà mình ăn thấy là ngon nhất từ trước đến giờ mình ăn. À, đây là cái thuốc lá ở trong bộ lạc mọi người hay hút này các bạn. Thì cái thuốc lá này mọi người cũng có thể là lấy thịt để trao đổi với những cái bộ lạc xung quanh ấy. Thì ở đây là mọi người chỉ đi săn bắt thôi mà. Những cái thuốc lá này hay là một cái mũi tên thì mọi người phải lấy thịt, mọi người đi trao đổi. Đấy, đồ mà mọi người chỉ dùng chỉ có thế này thôi. Vài mũi tên, ít thuốc lá, vài con dao là mọi người có thể sống quây quần với nhau được. Đây là đúng là cái cuộc sống mà bộ lạc đậm chất nhất là mình từ trước giờ mình thấy. Bộ lạc này thì cũng chỉ mới tiếp xúc với nền văn minh của loài người là cách đây 50 năm thôi các bạn. Trong này cũng có những cái loại mà rau này mọi người lấy từ rau rừng đấy các bạn. She said yes. Tập hôm nay là cũng hơi dài một chút rồi thì mình xin phép tạm dừng video ở đây. Thì hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Thì ngày mai mình sẽ đi săn cùng với cả mấy anh em người bộ lạc Hazabe này đây. Thì hy vọng là mai mình có thể chiêm ngưỡng được cái cách mà người ta săn được những cái con động vật như là kiểu như những cái động vật lớn ấy các bạn. Đấy. Thì hẹn các bạn vào tập sau nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để đón chờ những trải nghiệm mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.